kêu cứu con dưới nào hôm qua là nó đi rồi. Vợ đẹp lắm, bộ vợ đẹp. Vợ đẹp lắm. Đẹp gái lắm. 31 tuổi đẹp lắm. Đẹp lắm. Cho nên nó thương nó không bỏ được phải không? Bắt đầu là nó mua hai đít xăng như hai đít xăng hay gì á, một cái xăng nữa mà. Tính là cưới luôn á mà. Cũng chỉ hiểu lắm nhưng cái việc cũng như thế hai cầm đi lộn phòng đó cầm kêu công an sợ nhà kêu công an tới thì cũng không mở xong vô thì biết rồi chứ không tự tử luôn à. Là người ngoài quê người Bắc à? Hai vợ chồng người Bắc luôn dạ đúng rồi nè. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này là lễ và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này đã đến ngày là người trong từ ngoài Bắc đi làm lễ phục hồn và thành phục cho vậy là mới mua đây chứ chưa cơ hồn đạo càng hiện như ý con hay gì mà thì về con mà người có con này mà không lâu ý nghĩa là hai chồng đi lộn ở trong phòng mà nhà can không được kêu chính quyền can thiệp nhưng mà khi đóng cửa vô là đã xử rồi đúng không nó xử nó luôn vương linh càng hiện như ý chúng ta một cái nhà cũng khá giả nhà khá giả nghe đây mấy người là mấy người nói là đây là chồng về thăm nhưng mà không cho thăm chồng về thăm vợ nhưng mà không cho thăm thì gây lộn thì nó chắc nó ở trong công ty nó không ra cái gì rồi nó lấy cái con về đây về đây thằng này chắc là thăm nhưng mà nó không thích với nhau cái gì nó không làm nhau như làm nghe này nó quấn đặt mà quấn con này mày đi về nghe bộ công an vào trong phòng là đã xử xong rồi xử xong chồng nó xử xong rồi nghe ông nói ông kể ông nói là nó chung vô cái nhà mấy ông có cái gì có cái cửa cái gì đó đúng rồi, ừ, chung cái đó bắt đầu là nó vừa nó khóa chốt ở trong phòng cái gì rồi là lúc nào nó đâm chết ông chạy qua con bé kêu cứu con dưới nào hôm qua là nó đi rồi vợ đẹp lắm bộ vợ đẹp vợ lắm. Đẹp lắm đẹp gái lắm 31 tuổi đẹp lắm đẹp lắm cho nên nó thương nó không bỏ được phải không bắt đầu là nó mua hai đít xăng như hai đít xăng hay gì á một cái xăng nữa mà tính là cưới luôn á mà nó đâm nó luôn rồi nó hết sức rồi là có mua xăng là tính có mua xăng thiêu luôn có đâm trong tính điện tự thiêu luôn không ông nói là có mua xăng nữa mà ông nói cái thằng này nó mua xăng nữa mà ở trong cái be bét trong hiện trường trong be bét trong ừ tại nó đâm vợ nó chi mà ông chết tôi vợ nó ba nhát á đây chắc đâm vào cổ cắt vào cổ luôn này ừ sợ nhưng mà có một đứa con hình như có đứa con trai rồi có đứa con trai bao lâu tuổi mấy tháng này hơn năm mới cưới năm ngoái hai đứa mới cưới năm ngoái mới cưới xong nhưng mà đây là quê Quảng Trị Quảng Trị dạ quê Quảng Trị năm ngoái đi bán thằng nó có là vợ rồi à. Nó có vợ rồi đi về vợ rồi mới giờ đây này à bé này đẹp lắm bụng nó đã to rồi thì đấy có bầu thì đây là đứa con nó phải hơn là hơn 18 tháng rồi vậy cái này là nếu mà cái cửa ông làm ấy luôn là không vô được đâu tại vì nó chắc nó cũng tính nó rồi tính nó ra vào nó biết chỗ nào vào được tính nó rồi nhưng mà trước người chồng có ở đây không chị không à bà nó bỏ con này nó bỏ luôn mà không biết rồi nó đi nó cũng về đây cũng chạy cũng tan năm mười ngày nó biết là nó đi tìm à vậy là người chồng ở chỗ khác người vợ ở chỗ khác chứ không phải ở chung à không vì nó quýnh lại bỏ nó làm công nhân ở Bình Dương á à như là hai như hai vợ chồng chưa ta nó chưa rồi. Vậy là hai vợ chồng làm cùng công ty luôn chị chắc rồi nó gây lòng nên là con này biết con của này biết con không nghe nói là bị bắt cái gì á nghe nói gì bắt cái gì cũng đặt đó nó bỏ gì đây đúng rồi về miền Trung mà quê miền Trung thì bóng thằng Hà Nội à muốn đập nó về đây dạ mà mấy đẹp cái lắm tao muốn rồi đúng rồi nhìn hình đẹp đó đẹp em dạ hình đẹp đẹp con năm ngoái gì cũng thấy đánh nhưng mà là chắc cái này chắc ghen tuông nhau gì hay sao chắc vậy đó
Bây giờ là như là được bà giờ muốn ở vậy được ông. Đúng rồi. Thì có được bà giờ đa số lòng tao muốn thích chồng là như là muốn tu hết rồi đó. Dạ. Tao tu hết rồi, thật sự. Được ông chết không à, được ông là tự là thì luôn á. Bạn nhỏ đẹp lắm. Đẹp hình đẹp. Công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường mà chị, chưa xong. Chưa xong. Vẫn đang đây đang chụp hình bên trong. Vợ 31. Trẻ mang này. Con trai. Bà này có được đứng gái à? Dạ. Bà được đứng gái. Đang tội. Quá tội nghiệp. Nãy đi ngang, hồi nãy vô chỗ đó thấy nó nằm dần dần á, mà đâu có dí tấp gì đâu. Không có gì đâu. Không khoai gì, không có che đậy gì. Không có che gì chứ. Ừ. Vậy là bây giờ sao lại để quần, cái quần mà quần đùng quần ấy. Khi cái đầu quăng quăng, cái giò cái quần ra, tả che nó lại. Con vô coi mà lúc đó con coi là phải đi sớm rồi, con coi hiện tượng rồi. Dương coi sớm coi hiện trường rồi mà mày mổ dài đi. Mổ khám nghiệm mà. Đường dài luôn. Dạ. Yeah. Chắc ngày đó lúc mà ổng thấy ba ở nhà nó thấy vậy chắc quảng lắm đó nha, thật sự. Hai mặt người rồi hỏi chuyện làm sao mà ổng quảng. Rồi, trong nhà mà nghe nó phá cửa luôn mà. Đâu có ấy đâu. Trong người nhà mới kêu công an rồi tới. Trong nhà máu me be bét này trong nhà. Phố phòng quá hả? Hơn đó hai đứa xăng nó không đốt trời. Nhưng mà toàn là cắt cổ không à? Mấy vụ này cũng vậy, cắt cổ luôn. Không, đâm đụng tim. À, đâm tim và đâm ở sau lưng vậy, đâm nó cắt cổ. Mấy cắt cổ luôn. Không, nhưng mà đụng tim là sống không? Sống sẽ được. Tại sao mà cắt cổ kia nó chơi trong ngắt như chơi? Chết ngay, lúc đó đang đụng tim nó đang đập đập. Gọi với miền Tây. Chị ơi, gia đình nhà này là mấy, có mấy chị em vậy chị? Gia đình nhà đây cô gái. Ba. Không, ba con ba trai một gái. Ba trai một gái. Ba nó bảo cái đứa gái. À, có một người con gái ha. Ba người con trai ha. Có một người con gái thôi. À, có mỗi mình cô này con gái thì bị chồng cắt cổ luôn. Ủa, có mấy đứa con hả chị ha? Mới là đứa đó. Mới đứa hơn năm. Dạ. Mới là nhỏ xíu ha, còn gì. Thế quá tội. Chết cả cha không. Bây giờ đứa con là bơ vơ luôn. Dạ, bà tôi á. Cái bên ông sư, ông giảng đúng chính xác. Ông giảng đúng chính xác không sai. Ông giảng sao chị? Hả? Ông giảng là cái như là mình cái kiếp mình mới làm cái gì. À. Rồi sao có hết chính xác luôn. Nghiệp gì là khó lắm. Dạ. Gia đình của ba mẹ, của bé gái này là làm cái công việc gì chị? Buôn bán. À, kinh doanh, buôn bán kinh doanh. À, gọi là mua gì làm buôn cái đó. Dạ, vậy cũng khá giả ha. Dạ. Thế khổ rồi. Vậy là khoảng mấy giờ hôm qua nhỉ? 11, 12 giờ đêm luôn này. Vậy là gia đình biết nhưng không có can thiệp được ha. Nó vô là nó đi vô, nó chung vô là nó. Nhưng mà nó... nhưng mà người chồng này ở đâu đi tới mà gia đình vợ không ai biết luôn này. Ở trong nó đi đất về đây nó cũng canh ha. Cũng canh nửa tháng nào ngoài nhà nó canh. À, chắc canh đứng đâu lủi vào không? Ở đây nghĩ là chắc ai biết bịt mặt ai biết là ai. À. Nhưng mà chắc không có phá cửa hay gì. Chắc nhà đang ở nhà mà. Nhà ai nghĩ là ai vô. Nó nghĩ ai vô. Mà lúc cuộc nó chung vô cái bên kia, cái đường, cái cửa bên kia nó chung luôn. Cắt đường sau, cắt xe sau. Cắt cửa sắt chung sau. Này là cố tình thực hiện. Đường rồi. Cố tình thực hiện. Đầu tiên á, là mình nghĩ là hai chồng ở chung mà dặn cả nha. Hồi nãy cái thằng kia là có con thằng kia, thằng cô vệ đằng ngoài đó đó. Mà có dao nữa mà. Có dao, có búa, có dao này cũng phải. À. Thằng kia nói mà mình cũng thích phải. Nó nói à, ủi. Ở đâu đem vô cái thằng nó có chút xí mà nó cầm bình này thì tướng người chồng này bự nhỏ con vậy. Đó, chỉ 40 kg hơn 40 mấy à. Nhỏ xíu vậy hả? Chút xí à. Ờ, thế là giờ cũng chết to trong bệnh viện luôn à. Nằm trong á. Thằng này chết ở đây. Chết ở đây nhưng mà sao người ta đưa bệnh viện tâm trí ta? Đưa cả bệnh viện để tưởng ta khám tử thi chứ. À, bây giờ là người nhà, mới được người nhà ngoài Bắc là biết chưa mình? Chắc biết rồi ha. À, ở đâu người ta đi máy bay thì nhanh mà. Máy bay 2 tiếng mà về đến đây rồi. Chắc gia đình cho bà nói là để đưa ra xác nó về thì
ta để ngoài bệnh viện. Mình sơ hở mình đâu biết rằng là nó chung vô, ai biết nó vậy. Dạ. Yeah. Ai biết được nó đi cơn cùng nó lên nó vậy. Dạ. Yeah. Nghe nó một mà ke em hay chơi cái gì đó thì nó ngắn cá rồi đi lên nhà. Chứ mình nghĩ nhà ngủ ai mà cửa chơi nhá bà. Nhưng mà đi cửa sau thì chắc là giành được rồi. À, nhà giao con sau. Giao to vậy hả? Không vô được. Cái cửa nó không có vô được ra mà nó nhỏ đi vô được cái cửa đâu. À. Không có vô được đâu. Nhỏ chui vô len vô cửa à? Nó chung vô cái cửa đó nó vô được cái nhà ổng thôi. Dạ. Chứ còn chắc nó thủ bình xăng thôi chứ giao. Xăng là mua sẵn hả chị? Có bình xăng là mua sẵn à? Mua. À. Ông nói cái bình xăng hay lắm mà. Ê, chủ động rồi. Tính hết rồi. Dạ. Nhà có ông đặt một đi, con nó giết hết cả nhà. Dạ. Nó đổ dưới xăng vào cháy, thì cả nhà cháy luôn. Đúng rồi, 11, 12 giờ đêm thì đâu ai biết. Nhưng mà ra được. Mà nếu mà nó thằng này nó giờ đây nó cũng can, nửa năm 10 ngày nó mới là đây là mình không biết thôi. À. Nó cứ lạ lắm rồi. Vất đây lâu rồi. Phúc lâu lắm rồi, người ta nó mạng, mấy người ta chưa mạng, nó nhận. Nhưng mà trước đây đó, trước đây cái người chồng có sống ở đây bao giờ không? Nhà kính không người ta nói là nó chắc kính không là ở đây trước người ta không biết thôi tại bịt mặt nhà người thiên đâu ai ai biết. Dạ. Vậy là nhà bãi sao vô được, nhà bãi cũng không có đưa vô được đâu. Đúng rồi, kín lắm, thấy cửa cửa kín lắm. Dạ. Mà tối ngủ á cái cửa lao tụi cha bá nó lao lại luôn luôn á, thấy ông vô đó. Dạ. Kéo ông lao đó. Dạ. Dạ. Kéo hàng rào qua nữa. Cái là bự, cửa bự với bà đó, kéo lên mà. Tính thôi. Ê, khổ. Ông thì ông già nó nói. Ông già nó tính là ông nói. Ba mẹ của cô gái này còn trẻ không? Trẻ mà, cái năm mấy 50 thì còn ít tuổi mà. À, ông nói sao mà vô được. Ông nói là nó vô cái ơn sao có cái gì đó. Ông nói là nó leo vô. Vô. Rồi ổng có hai đứa xăng đó, ổng nó đem xăng thay mà hơn không. Vậy là xăng là chưa kịp đốt ha. Lại cái cửa của nó ngủ đó là mở thằng em thì thằng bên kia đập nghe nó là nhìn nó có cái bồ cái nhỏ đi, nhìn thấy nó có bồ mưa không? Mà nó thằng kế bên sao nó không nghe? Em trai nằm đi. Dạ. Em trai nằm đi. Vậy là cái thời điểm bây giờ là cả gia đình đang ngủ là người chồng lẻn vào ha. Dạ. Chung vô mà ai biết. Mà nó phát. Nhưng mà người chồng đi bằng xe gì, đi bằng cái gì về đây không ai biết đâu này. Chắc đi bộ à? Hay là? Nó muốn nhà nghỉ nó ở rồi. Mà mình không biết thôi. Dạ. Mình không biết thôi. Dạ. Nó biết con à, chúng không biết à, nó đẹp cả. Nhà xác có gần đây không? Nhà bệnh viện có gần đây không? Đi thẳng đường này lên luôn à? Đi thẳng ngay rồi, vậy thẳng nằm bên trong mấy bên đây. Ở đây nửa cây. À, nửa cây này. Là mình vô được bệnh viện người ta không cho vô à. Cho vô họ bảo vệ á bảo vệ nhìn mấy bên đây nè, nằm đây nè à. Có mấy thằng làm sao người ta không cho vào trong nhà xác phòng lạnh ta thì ta bỏ nhà xác đi ai bỏ ngoài cho vào nhà xác rồi chứ ai cho vào trong viện nó chết rồi mà. Dạ. Bỏ nhà xác á mấy ông bỏ nó nằm ngoài nhà xác đó. Dạ. Nó chích thuốc hết rồi, nó chích không có hôi. Dạ. Vậy là bây giờ chờ người nhà về đưa xác về chích thuốc hết rồi. Dạ. Hiện nay là lực lượng công an chắc khám nghiệm bây giờ về là xong rồi đó, chắc về đó. Về rồi đó. Tối ông nội cũng dám ngủ. Dạ. Cái chỗ nó tối nó lên. Đây là chị thấy là đây là hiện trường này. Đây này. Đó. Máu hả? Đó. Đấy, hiện trường bên trong đó. Trời ơi. Đó, mọi người thấy không? Trời ơi, cái trường. Cái vết kéo người đó, vết lôi người đi á. Vào đó rồi hả? Dạ. Lấy con vô trong con xem đó. Ghê lắm. Dạ, nó kéo hả? Dạ, có vết kéo đó. Máu me không à? Không chết thì tao cũng tự hình có ai vậy, chụp qua được không? Được, chụp được. Chụp qua. Chị chắc nhà gần đây ha. Bao nhiêu số trong nhà gần đây à? Gần. À. Ra nó chụp anh chụp. À.
Vậy là cô gái là chưa, trước đây giờ mới lấy chồng chứ trước này chưa có chồng bao giờ ha? Chưa, nó thấy tư mà. Dạ. À. Năm 1992. Dạ. Nhưng nhìn hình đẹp gái lắm. Đẹp, dạ. Đẹp lúc còn đó nó đẹp gái. Nó dạ. Trắng, trắng tươi đẹp gái. Đẹp. Nó đen đen nhưng mà nó trắng thôi. Ừ, à. Đen thì đen đó. Nó đen tròn. Vậy là cô gái này thường thường là trước có làm ở gần đây không? Cô tên Yến Nhi này. À, đây này. Nó đi học xong rồi nó làm. Nó đi làm cũng. Như ý, như ý. Ý như ý. Tên như ý. Dạ. Đúng là đẹp nhỉ. Yeah. Như này là chắc là ghen tuông, đôi khi là người người vợ này không muốn gặp hay không muốn thăm ấy, người chồng người ta, người chồng người ta. Nhưng nó nghe thằng này có vợ rồi. À. À, nếu thế này chắc mới mới phát hiện ra người chồng có bộ có vợ ha. Dạ. Là à, vậy là cưới lâu chưa cô? Năm ngoái hả? Cưới năm ngoái hả? Năm ngoái thời gian nó rất là đã. À. Vậy cưới xong có con không? Chắc là gia đình nhà này phát hiện được là à, người người con rể cái là có vợ rồi xong là bỏ bỏ đấy hả? Chắc vậy. À. Có bầu trước mà. Dạ.